có nên tin vào duyên nợ không? Con là nữ, đã ly dị và có một con. Con xin hỏi về duyên nợ như sau. 1. Có nên tin vào duyên nợ không ạ? 2. Làm sao để tránh tình trạng cái gì cũng đổ cho duyên nợ, không biết giữ gìn hạnh phúc thì lại nói là hết duyên, mình chọn nhầm người thì lại nói là vì mình có nợ với người ta. 3. Làm sao để biết là mình có duyên nợ với người nào? Ví dụ, mình yêu một người và cứ chia tay rồi quay lại với người ta mãi. Làm sao con biết đó là do con có duyên nợ với anh ta, hay do mình yếu kém, không kiểm soát được cảm xúc? Chưa tu tập tốt, nên khi tu tập tốt hơn một chút, mình nhận ra là sự việc không đến mức phải chia tay, rồi mình lại muốn sửa chữa lỗi lầm để quay lại. Chia sẻ của sư cô HN. Chị thương mến, đọc câu hỏi của chị, quý thầy cô thấy chị đã phần nào trả lời được câu hỏi của mình rồi. Cuộc đời là một chuỗi tương quan tương duyên, không có một hiện hữu nào tự nó có được. Một bông hoa không thể tự nó mà hình thành, hoa phải nhờ những yếu tố khác như đất, nước, hạt giống, phân bón, người làm vườn, vân vân mới hình thành. Mình cũng vậy, cũng do nhiều yếu tố kết hợp như cha mẹ, thức ăn, nước uống, môi trường, xã hội, vân vân. Hạnh phúc và khổ đau cũng như thế, cũng do nhiều yếu tố tạo thành. Những yếu tố tương quan tương duyên đó, dân gian gọi nôm na là duyên nợ. Những gì đem lại hạnh phúc cho mình thì gọi là duyên, những gì đem lại khổ đau thì gọi là nợ. Đạo Bụt gọi đó là tương quan tương duyên hay tương tức. Cũng cùng một người, nhưng khi thương thì gọi là mình có duyên với người đó. Rồi cũng người ấy, cũng tình thương ấy, nhưng vì mình không biết trân quý và tưới tẩm để cho tình thương lớn lên, để rồi khổ đau, thì lại gọi là mình có nợ với người ấy. Như thế thì vô lý và mâu thuẫn quá, phải không? Mình đâu chọn nhầm người, mình đâu cưới người mình ghét, mình cưới người mình thương mà, chỉ do mình không biết nuôi dưỡng thôi. Nếu nhìn sâu vào những khổ đau và hạnh phúc của mình, mình sẽ thấy được nguyên nhân và gốc rễ sâu xa của nó. Khi thấy được nguyên nhân và gốc rễ rồi, mình sẽ làm mới trở lại để nuôi lấy hạnh phúc của mình, không còn đổ lỗi cho duyên nợ nữa. Nếu nhìn sâu thêm một tí, mình có thể thấy được rằng khuynh hướng đổ lỗi cũng là một tập khí của mình trong mối quan hệ giữa mình với người kia. Có lúc mình giận hờn, khổ đau, mình cứ nghĩ là người kia có lỗi với mình, người kia đã gây nên những nỗi khổ đau cho mình, nên mình không chấp nhận được người kia và làm cho sự truyền thông trở nên bế tắc. Khổ đau từ đó mà leo thang. Mình không nhìn lại để thấy rằng có thể mình đã đóng góp một phần nào đó trong nỗi khổ và cơn giận của người kia, nên người kia đã hành xử và nói năng như vậy. Có thể mình không đủ cảm thông, có thể mình không đủ niềm vui và hạnh phúc để khiến tặng cho người kia. Có thể mình không tưới tẩm những hạt giống tốt trong người kia, mà chỉ có than phiền và trách móc. Hoặc trong mình còn có những nóng nảy, dễ bực bội, cáu gắt, không dễ dàng tha thứ bỏ qua những lỗi lầm của người khác. Mình đã không nói những lời nói nhẹ nhàng ái ngữ, không hành xử khéo léo, vân vân. Khổ đau hay hạnh phúc đều mang tính hữu cơ, nghĩa là có thể chuyển đổi được. Hạnh phúc nếu không khéo gìn giữ thì một ngày nào đó sẽ mất, sẽ trở thành khó khăn và khổ đau. Nếu khổ đau mà biết tu tập chuyển hóa thì sẽ thương yêu nhau hơn, từ đó sẽ hạnh phúc hơn. Cho nên khổ đau hay hạnh phúc là do mình quyết định. Mình có đổ lỗi cho người kia, cho hoàn cảnh, môi trường, con cái, vân vân, thì đó cũng là tập khí của mình. Sự thực tập là luôn luôn trở về để nhìn lại chính mình. Có thể mình không trân quý đủ người thương của mình, mình không trân quý đủ những gì mình đang có, những gì mình không có hoặc chưa có thì mình rủi rong tìm kiếm. Khi có rồi thì mình lại không biết trân quý, đợi đến khi tuột khỏi tầm tay mới thấy tiếc nuối và ân hận.
Nếu mình không thay đổi những tập khí của mình, thì cho dù có cưới bao nhiêu người đi nữa, mình cũng khổ đau. Vì vậy, cùng với sự thực tập, mình luôn luôn trở về với giây phút hiện tại, nhận diện và trân quý những gì mình đang có để nuôi lớn hạnh phúc và đồng thời chuyển hóa những tập khí trong mình. Nếu chị có cảm hứng thực tập, thì đây là những tài liệu mà chị có thể tham khảo thêm để giúp cho sự thực tập của mình ngày một tươi vui và hạnh phúc hơn. Cuốn Sống Chung An Lạc, Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy của nhà xuất bản Phương Đông, xuất bản tháng 11 năm 2016. Chúc chị có nhiều niềm vui trong sự thực tập và cuộc sống. Mong chị tìm lại được hạnh phúc với những gì mình đang có. Xin gửi theo một chút năng lượng lành và bình an từ làng đến cho chị. Thương mến. Câu hỏi 2. Giúp chồng con thoát khỏi những suy nghĩ cực đoan. 1. Năm nay con 32 tuổi. Chồng con là một người giỏi, có tài trí, và hai đứa con của con cũng rất dễ thương. Cuộc sống của con đầy đủ cả vật chất lẫn địa vị. Tuy có người giúp việc, nhưng con vẫn luôn tự mình nấu nướng và hết lòng tận tụy lo cho gia đình. Thật sự gia đình con là mơ ước của biết bao người. Bởi vì chồng con là một người không vướng vào bất cứ một thói thường nào của một người đàn ông thành đạt. Ngay cả thuốc lá cũng không. Anh luôn có mặt cho những bữa cơm gia đình, giúp đỡ mọi người hòa đồng thân ái, hết lòng chăm lo giúp đỡ mọi người, không phân biệt sang hèn. Hễ có chuyện gì không vừa lòng, bực bội, cũng tìm lý lẽ phân tích để thông cảm bỏ qua. Đối với con thì khác. Nếu lỡ con nói ra điều gì hoặc làm việc gì khiến anh không vừa lòng, thì anh thường la mắng thậm tệ, đòi đánh, đòi ly dị, thậm chí còn la mắng cả cha mẹ của con. Những chuyện này chỉ xảy ra với con, còn với bạn bè thì không. Dù rằng người đó đem tâm ganh ghét, hãm hại, anh cũng đối xử với tâm khoan dung, độ lượng và không nói nặng một lời nào. Con cảm thấy đau khổ, uất hận cùng cực. Con cũng cố gắng nhịn, không cãi lại nữa, cốt để sống yên biển lặng. Nhưng cuộc sống muôn hình vạn trạng, không thể không có những lúc bất hòa. Chồng con càng ngày càng hung dữ táo tợn hơn, phỉ báng cả Phật và Chúa Giê-xu. Rồi thật may mắn, con tìm được quyển Đường Xưa Mây Trắng. Con đọc mà khóc từng chương, vì như tìm được nơi nương tựa, như được quay về. Quay về thời thơ ấu, được theo má đi chùa dâng hoa quả, thắp hương cúng Phật, ăn chay đọc kinh. Nhưng rồi thời gian trôi qua, con lớn lên, học hành, thi cử, tình yêu, làm con xa Phật lúc nào con không biết nữa. Giờ đây con thấy mình như được quay về, học theo hạnh của đất. Dù chồng có mắng chửi tới cỡ nào, con cũng tĩnh tâm, quán niệm hơi thở. Vài lần như vậy rồi, con nhận thấy không còn uất ức, oán tủi như trước nữa. Con nghĩ có lẽ kiếp nào đó con mắc lỗi nên phải chịu nghiệp, và bây giờ phải trả nghiệp với anh ấy. Có một lần gần đây nhất, con thấy trong con một tình thương phát sinh. Con thương chồng con sao bị đày đọa trong những suy nghĩ cực đoan quá khích đó. Trong cơn giận đó, con thấy anh rất mệt, máu hằn trong tia mắt, gương mặt đỏ ngầu, tay chân điên cuồng như một con thú dữ. Con người này không nghe ai nói cả, không tin ai ngoài bản thân mình. Con phải làm gì bây giờ? Kính mong quý thầy, quý sư cô giúp con. 2. Khi ngồi thiền, lúc đầu là theo dõi hơi thở. Khi có những cảm thọ khó chịu đi lên, thì con niệm nó như tê chân, đau lưng, nghe, ngứa, vân vân. Một vài lần như thế thì hết. Con bắt đầu quay lại được với hơi thở và cảm thấy nó nhẹ đi, thanh, ngắn. Tim con đập chậm lại nhiều lắm, nhưng không thấy mệt mà lại khoan khoái. Một lúc nữa thì con thấy có ánh sáng. Con lại niệm sáng, thì có khi nó mờ đi, có khi sáng thêm. Mỗi lần con ngồi thiền được khoảng 30 phút, và con chỉ mới thực tập khoảng hơn 2 tuần thôi. Con có bị sai chỗ nào không? Và tiếp theo con phải nên làm sao? Kính xin quý thầy, quý sư cô giúp con. Chia sẻ của sư cô HD. Thương chào chị. Trong cuộc sống không ai là không gặp phải khó khăn. Khi gặp phải khó khăn, chúng tôi thường tự nhìn lại mình, chứ không đổ lỗi cho người hay hoàn cảnh.
nhìn lại mình để xem mình có thiếu sót gì chăng. Chị và anh chưa thật sự hiểu và có niềm tin ở nhau. Thương mà không hiểu thì dễ gây ra giận dữ và nghi ngờ. Anh đã có những hành động với chị như vậy. Có bao giờ chị tự hỏi là do những nguyên nhân gì không? Trong cuộc sống hàng ngày, mình có bày tỏ sự quan tâm thường xuyên không? Có chăm sóc và nhiệt tình vui vẻ đủ không? Hay là có lúc quên cười khi đón chồng đi làm về? Khi thương ai, người ta đặt nhiều kỳ vọng vào người mình thương lắm. Nhưng nếu không được như mong chờ, thì chính cảm giác không được thương yêu sẽ khiến anh ta hành động như một người không biết thương yêu vậy. Anh ta hụt hẫng rồi trở nên giận dữ và đầy hoài nghi. Giữa hai người, ai cũng muốn người kia tôn trọng và chăm sóc mình. Khi mình muốn cái gì thì mình hãy là người làm tốt cái đó trước. Mình phải biết làm sao để mối quan hệ của mình không trở nên nhàm chán và giặt nhẽo. Thường xuyên nhìn lại mối quan hệ của mình để dung hòa được hạnh phúc của nhau. Chị phải tập đó ra những khó khăn nỗi khổ ở trong lòng cho chồng nghe. Nếu không nói được thì mình có thể viết ra giấy như sư ông thường dạy mọi người. Em đang khổ, xin anh hãy biết cho em điều đó. Em đã làm gì khiến anh đối xử với em như vậy? Xin nói cho em biết em phải làm gì. Mình phải có nhiều thời gian cho mình và gia đình. Tự chăm sóc bản thân mình tốt thì mình mới có đủ tươi mát để chăm sóc người khác trọn vẹn. Chúc chị thành công. Chia sẻ của ban biên tập. Nếu anh là mẫu người chỉ biết tin ở mình, không đề cao ai ngoài bản thân, có thể là vì không ai cho anh cảm giác anh là người như thế. Và hơn nữa, anh có thể cảm thấy được an toàn khi tự nâng cao mình như thế. Chị có biết con rắn khi gặp phải nguy hiểm nó thế nào không? Nó cuộn tròn mình lại và ngẩng cao đầu lên. Trong anh có thể cảm giác thiếu an toàn và sợ hãi rất lớn. Và những hành xử của anh chẳng qua chỉ là để che đậy cái yếu ở trong mình. Một người không sợ mất gì cả thì sẽ không hành xử như vậy. Chị có đủ tình thương cho anh để đi cùng anh những chặng đường còn lại không? Con đường có dài đến mấy cũng có lúc phải đến ngã rẽ. Chị hãy cho anh một cơ hội, cũng tức là cho chị một cơ hội. Hãy tìm hiểu anh muốn gì, thiếu gì và cần gì để anh cảm thấy được an toàn. Rất vui mừng khi thấy sự thực tập đã đem đến cho chị một tình thương vô điều kiện đối với chồng. Nếu chị không giúp anh thì sẽ không ai giúp anh được nữa. Mong rằng chị có đủ bình an để giúp anh và giúp gia đình có được một mái ấm thật sự. 2. Chị không thực tập sai điều gì cả. Chị chỉ cần nhớ một điều là chị đang thực tập theo dõi hơi thở và chỉ theo dõi hơi thở. Còn những gì chị cảm nhận được trong lúc thực tập, hãy xem chúng như những đám mây trắng bay ngang dòng sông, phản chiếu xuống dòng sông tâm thức. Chúng sẽ đi qua và không lưu lại gì trong lòng dòng sông cả. Dòng sông tâm thức vẫn bình lặng, không gợn sóng. Chị sẽ còn thấy nhiều thứ nữa một khi dòng sông tâm thức thật bình lặng. Nhưng chị đừng sợ hãi, đó là chuyện đương nhiên. Một khi dòng sông không gợn sóng, chắc chắn nó sẽ phản chiếu lại tất cả những gì xung quanh nó, và mình có thể nhìn thấy được lòng sông. Chúc chị có nhiều bình an và nhiều hạnh phúc trong sự thực tập. Phải nói thật với chị là tu ở nhà không dễ chút nào. Chúc chị có nhiều can đảm và sức mạnh để có thể thiết lập lại hạnh phúc gia đình. Câu hỏi 3. Chồng con không tin con có nên ly hôn không? Con đang rất đau khổ. Gia đình vốn rất hạnh phúc của con đang đứng bên bờ vực thẳm. Hồi còn học phổ thông, con có một tình yêu học trò. Mối tình này nhanh chóng kết thúc vì người ấy đi nước ngoài. Và để được định cư, người ấy đã thuê một người làm lễ kết hôn giả. Biết chuyện đó, con đã chủ động chia tay và từ đó không liên lạc lại nữa. Sau đó, con có yêu một người cùng quê. Chồng con là một người rất tốt, sống chân thành và hết lòng nên được gia đình con rất quý. Trước khi chúng con cưới, có một lần con nhận được điện thoại của chị gái người bạn trai cũ, nói rằng chị ấy mới ở nước ngoài về chơi. Chị muốn mời con đi uống nước. Con đồng ý và đến quán nước thì gặp cả bạn trai cũ cũng về nước. Qua đó con được biết bạn ấy đã cưới vợ thật sau một thời gian cưới vợ giả.
Con cũng vui vẻ chúc mừng và thông báo cho bạn biết tình hình hiện tại của bản thân. Tối hôm đó, sau khi về, bạn trai cũ con nhắn tin gì đó con không rõ vì chồng con đã nhận được. Anh ấy cho rằng con vẫn liên lạc với người cũ và chửi con, tát con, đập cả điện thoại của con. Sau hôm đó, con buồn quá, đến nhà bạn gái ở. Được mấy hôm, anh ấy đến, nói chuyện, làm lành, và con tin anh ấy đã hiểu nên quay lại. Sau lần đó, con cũng không gặp lại bạn trai cũ nữa. Cuộc sống bình lặng trôi đi, bạn bè ai cũng thầm khen con hạnh phúc đủ đầy sau khi cưới. Khoảng 3 năm sau, một hôm chồng con lại nhận được một tin nhắn hỏi thăm con. Chồng con đã giả vờ là con để nhắn lại rằng chồng con về quê rồi. Con đang buồn chán cuộc sống hiện tại bên chồng con. Ngay lập tức bên kia nhắn lại với lời cảm thông và nói thương tiếc cho tình cảm cũ không thành. Chồng con lại nhắn tin gì đó nữa. Sau đó anh ấy bỏ đi đến nhà bạn qua đêm không về. Con đau lòng không biết chuyện gì xảy ra. Con cầu cứu một người bạn gái thân thiết của mình thì mới hay mọi chuyện chồng con đã kể với cô ấy. Con điện thoại là số đã nhắn tin vào máy con thì không được. Hôm sau, chồng con một mực cho rằng con vẫn liên hệ với người cũ và xúc phạm con ngay trước mặt bạn gái con. Anh ấy lấy sim điện thoại của con. Con nói anh đã cầm sim rồi thì cứ thử vào mạng tra lịch sử cuộc gọi, sẽ thấy con đã từng liên lạc với người đó hay không. Nhưng anh ấy vẫn không tin và moi móc lại chuyện mấy năm trước bạn con về nước. Con đau đớn viết đơn ly dị, anh ấy không ký. Anh nói ý rằng cứ để đó cho đến bao giờ thật sự thấy con ngoại tình với người cũ thì ly dị cũng không muộn. Con nói anh không nên và không cần phải hy sinh cuộc đời mình để tìm sự chung thủy ở một người vợ mà anh không hề tin tưởng. Cuộc sống như thế cũng quá địa ngục, và con cũng sẽ kiệt sức trong cái cuộc sống nghiệt ngã ấy. Cuối cùng rồi mọi chuyện cũng qua, chúng con lại có thêm một bé gái nữa. Anh vẫn là một người chồng tốt, thương yêu con cái hết mực, và con vẫn tin hạnh phúc đang mỉm cười với mình. Chỉ có điều anh rất hay thích tụ tập bạn bè bia rượu. Đôi khi con có cảm giác anh hời hợt với riêng con, nhưng con lại gạt phắt những suy nghĩ ấy đi. Cho đến hôm nay, nỗi đau lại cào xé con. Anh đi uống rượu với bạn, hứa là sẽ về sớm, nhưng rồi không giữ lời hứa. Con biết chuyện vui bạn vui bè thì khó mà dứt ra giữa chừng để về được. Nhưng trong lòng con vẫn uất ức vì hai con còn nhỏ. Bản thân con cũng đi làm về mệt, ông bà nội ngoại lại ở xa. Con vẫn cần sự chia sẻ cảm thông của chồng, nhưng anh ấy đi về cứ coi như không. Vì chuyện đó cộng với một số chuyện bức xúc đang dồn nén, con nói anh ấy mấy câu và hỏi rằng anh muốn cuộc sống gia đình bây giờ sẽ như thế nào. Anh không thèm trả lời, nhưng đến khi anh nói thì tuôn ra những lời nghiệt ngã rằng con là loại lừa lọc, đã lừa anh suốt bao nhiêu năm qua, rằng anh đã biết từ lâu rồi nhưng không thèm nói để xem con lừa anh đến bao giờ. Vậy mà con vẫn cố tình lừa anh, rằng bây giờ anh chỉ cần con thú nhận ra. Con bàng hoàng không thể tin anh có thể phỉ báng con những lời như thế. Con muốn khóc mà không tài nào khóc được. Con không thể tin người chồng đã gắn bó từng ấy năm trời đến giờ lại nói những lời mỉa mai cay độc với con, mà anh không hề mượn rượu để nói. Anh nói một cách bình tĩnh và thản nhiên, rồi anh nhổ bọt vào không khí. Con như cảm thấy đất sụp dưới chân, không thể tin vào mắt mình, vào tai mình được nữa. Đến lúc ấy thì con khóc và nhanh chóng hiểu rằng hạnh phúc của mình đang dở tan. Tự ái và đau đớn không cần thanh minh. Con hỏi, vậy bây giờ anh muốn giải quyết như thế nào? Anh không còn tin tưởng tôi thì tôi sẽ để anh tự giải quyết. Nhưng anh vẫn tiếp tục mỉa mai con rằng con vẫn khôn ngoan để đặt những câu hỏi như thế, rằng tại sao lại có thể vừa khóc vừa nói. May mắn sao hai đứa con tôi vẫn giống bên nội. Trời ơi, con không thể tin được, cảm thấy khốn nạn thay cho mình, sao phải rơi nước mắt trước con người ấy. Con đã nói rằng, vậy thì tôi sẽ quyết định thay anh. Ngày mai tôi sẽ làm các thủ tục ly hôn để giải thoát cho anh khỏi người vợ mà anh cho rằng không đoan trang đức hạnh. Còn hai đứa con do tôi đẻ ra thì nó là con của riêng tôi thôi, không phải của anh đâu.
tôi sẽ nuôi con tôi cho đến khi nào tôi không thể nuôi được nữa, thì tôi sẽ trả nó về cho người bố thật sự của nó. Anh vẫn không buông tha, cười khẩy và nói rằng, sao không dũng cảm nói thật ra nó là con của ai nữa đi? Chẳng có gì để mà nói nữa, con đau đớn chỉ muốn chết đi để không còn vướng bận gì trên cõi đời này. Con cảm thấy mình sức cùng lực kiệt. Cả đêm con ngồi đó bần thần, khóc hết nước mắt, thương cho bản thân, thương cho bố mẹ già, thương cho hai đứa con thơ dại. Rồi con lại nghĩ sẽ gắng gượng sống dù chuyện gì xảy ra, cho đến khi nào con cái lớn hơn hoặc không thể gắng gượng được nữa thì sẽ ra đi. Nghĩ là như thế, nhưng lòng con đau đớn rối bời. Con phải làm gì bây giờ đây? Liệu giải pháp ly hôn có phải là hợp lý không? Nếu đã không còn tin tưởng nhau nữa thì sống với nhau sẽ như thế nào? Bản thân con lúc này không còn niềm tin vào cuộc sống nữa. Sư cô T.N. xin chia sẻ. Chào chị, cảm ơn chị đã gửi thơ tới ban biên tập Làng Mai về tình trạng gia đình chị. Theo như lời chị hỏi, ly hôn có hợp lý không và liệu chết có là hết khổ? Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp các phương pháp thực tập để có thể giúp hòa giải và tạo sự truyền thông trong gia đình chị, chứ chúng tôi không cho lời khuyên ly hôn hay không. Theo lời Bụt dạy, bất cứ thứ gì cũng cần thức ăn để có thể tồn tại. Tình yêu lại càng cần được nuôi dưỡng và dung bồi mỗi ngày để có thể thăng hoa và làm đẹp cuộc sống. Chị còn nhớ trước khi cưới nhau, anh chị quấn quýt bên nhau không rời như lời chị viết. Đó là vì anh chị đang nuôi tình yêu trong lòng mỗi người và nuôi lớn ý muốn kết hợp hai cuộc đời thành một. Nhưng vì thiếu sự giữ gìn và dung bồi tình yêu ban đầu, cộng thêm hiểu lầm nên đã dẫn đến đổ vỡ của ngày hôm nay. Đã hai lần anh chị vượt qua được sóng gió của cuộc đời, anh chị cũng đã bước qua được những rào chắn trong lòng mỗi người để có thể tiếp tục đi với nhau như một gia đình. Chị có khả năng nhận diện những đức tính tốt và đẹp của chồng. Chị nên thực tập nói ra những lời tích cực và khen anh để anh cũng có thể thấy được những điểm tích cực của mình. Khi mình quyết định kết hôn một người, mình thấy nơi người ấy nhiều tính tốt và lành. Điều quan trọng là tiếp tục tưới tẩm những hạt giống tốt đó nơi người mình thương khi chung sống với nhau. Vì nếu chị thấy và tưới tẩm những tiêu cực thôi, thì làm sao anh chị có thể sống với nhau cho đến hết đời? Phương pháp thực tập thứ hai là nhận diện cảm xúc trong lòng bằng phương pháp thở chánh niệm. Trở về với hơi thở để tiếp xúc với thân thể và cảm thọ của mình là phương pháp thực tập căn bản và cốt tủy để giải quyết mọi vấn đề. Khi mình không biết chăm sóc thân tâm thì mình là nạn nhân của cảm xúc và ý muốn kết thúc cuộc đời là chuyện tất yếu. Phương pháp thở ở đây là mình ngồi thật yên 10 hay 15 phút mỗi ngày để nhận diện những gì đang xảy ra trong thân và tâm của mình. Thân có thể có những căng thẳng, đau nhức, mệt mỏi, dồn chứa nhiều ngày mà mình không biết làm an dịu thân thì sẽ dẫn đến tình trạng căng thẳng, thiếu kiên nhẫn, bực bội, khó chịu trong tâm. Thở và chỉ chú ý đến hơi thở để cơ thể có thể an tịnh và buông thư những cơ bắp căng gồng lâu ngày. Khi thân đã lắng và yên thì tâm cũng từ từ lắng xuống. Những chao đảo, buồn giận, tủi hờn, hiểu lầm sẽ lần lượt hiện ra với nguồn gốc và nguyên nhân của chúng. Ánh sáng trí tuệ từ từ hiển lộ, mình sẽ biết là nên làm gì, không nên nói gì trong hoàn cảnh hiện tại. Ai cũng có hạt giống của trí tuệ, hiểu thương, tha thứ, bao dung, chấp nhận và cảm thông trong tâm. Nhưng vì cứ để lo âu, phiền giận che lấp nên mãi lẩn quẩn trong dòng khổ đau không thoát ra được. Nếu chị thực tập được hai bước trên đây là chị đã có thể thấy được ánh sáng cuối đường hầm. Chị có thể viết thơ tiếp để tham vấn thêm. Chúng tôi không đưa ra quá nhiều thứ để chị thêm bối rối mà nản lòng. Ông bà mình có câu, còn nước là còn tát. Mình đã cố gắng hết khả năng của mình chưa? Hay mình sẵn sàng buông trôi cho số phận an bài và hối tiếc sau này? Chúc chị tìm lại được bình an trong mỗi việc làm hàng ngày, tìm thấy niềm vui gia đình bên hai con nhỏ, người chồng tốt và cũng là cha của hai con chị.
Chia sẻ của sư cô LN. Bạn thân mến, tôi xin chia sẻ với bạn nỗi khổ tâm, nỗi oan ức mà bạn đang gánh chịu. Tôi biết rằng bạn đang đau khổ lắm. Bây giờ trước hết, xin bạn hãy cùng tôi, chúng ta sẽ trở về với hơi thở. Thở vào thật sâu, thở ra thật nhẹ. Thở vào, chúng ta cùng nhau dõi theo hơi thở vào từ đầu cho tới cuối. Thở ra, chúng ta cùng theo dõi hơi thở ra từ đầu cho tới cuối. Thở vào, buông hết mọi căng thẳng, giận hờn. Thở ra, thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau thở vào, thở ra 10 lần. Sau đó, chúng ta sẽ bắt đầu trò chuyện. Tình yêu nam nữ vốn chất chứa lòng ích kỷ rất lớn. Càng yêu, người ta càng nắm giữ, siết chặt người kia trong tay mình, siết chặt người kia trong tâm của mình. Chồng bạn ghen bóng ghen gió như vậy chỉ chứng tỏ rằng chồng bạn quá yêu bạn thôi. Và vì quá yêu nhưng không biết cách tu tập, nên tình yêu ấy trở thành nỗi si mê. Và nỗi si mê này sẽ làm cho cái thấy của người ấy trở nên mù quáng, sai lệch. Sự thật là chồng bạn bao nhiêu năm qua đã sống trong đau khổ vì nỗi ghen tuông của mình. Bạn sẽ hỏi lại, bạn đâu có làm gì nên tội. Bạn trong sáng từ thể chất tới tinh thần. Điều đó ai cũng biết, chính anh ta cũng thừa biết. Vậy thì ghen tuông cái nỗi gì? Ghen ở đây là ghen với quá khứ của bạn. Anh ấy cứ hồi tưởng rằng ngày xưa bạn và người kia từng yêu nhau rồi tự đau khổ một mình. Dù cho đó là mối tình học trò, mối tình chẳng khác gì nhiều so với một tình bạn. Và như vậy anh ấy tự làm khổ mình. Khi phải nói ra những lời chua chát với bạn, tức là cái mức độ bị dồn nén đã rất lớn, nên nó mới bung ra như vậy. Thật tình anh ấy là một người rất đáng thương. Xin bạn đừng nên oán hận anh ấy mà tội nghiệp. Hãy hiểu rằng vì anh ấy quá đau khổ nên mới làm cho bạn đau khổ. Đứng trước khó khăn, khuynh hướng của con người là trốn chạy. Nhưng bạn thử nghĩ xem, nếu chia tay thì con cái của bạn sẽ ra sao? Cuộc sống, tư duy, lối hành xử của chúng sau này sẽ mất cân bằng khi thiếu cha hoặc mẹ. Chúng sẽ trở nên cô đơn, tủi thân, mặc cảm và mất niềm tin vào cuộc đời. Có những đứa trẻ khi bố mẹ chúng chia tay, buổi tối đi học về, thấy căn nhà lạnh ngắt, chúng chạy ra ngoài hiên, đứng ôm mặt, khóc nức khóc nở. Mấy năm trời mà bé vẫn chưa quen được. Chiều chiều bé vẫn đứng ra đường để ngóng bố hoặc ngóng mẹ đi làm về. Nhưng cứ ngóng mãi mà chỉ thấy đêm tối ngày càng dày hơn. Chúng ta làm gì thì cũng phải nghĩ tới con cái, nghĩ tới bố mẹ của hai bên. Quyết định của chúng ta ảnh hưởng trực tiếp tới chúng ta, mà cũng ảnh hưởng trực tiếp tới những người thân xung quanh chúng ta, ảnh hưởng tới cả cộng đồng nữa. Ngoài sự ghen tuông ấy ra, chồng bạn vốn là một người chồng, người cha, người con rất tốt. Chỉ cần lấy sự ghen tuông ra khỏi anh ấy thôi thì mọi chuyện sẽ ổn. Trong trường hợp này, để xóa bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong chồng bạn thì không thể sử dụng lời giải thích mà được. Bởi vì mọi việc rõ ràng như vậy, có gì đâu mà giải thích. Bạn phải giúp làm cho tâm anh ấy rộng lớn ra, để anh ấy có thể xóa đi nỗi ghen tuông quá khứ của bạn trong tâm anh ấy. Đó chính là con đường tâm linh. Bạn hãy cùng anh ấy thực tập quán niệm hơi thở. Mỗi ngày ngồi thiền khoảng 10 phút. Thực tập thiền buông thư mỗi khi trong thân và tâm có sự căng thẳng, lo lắng hay có những cảm xúc tiêu cực khởi lên. Tìm đọc các cuốn sách về nếp sống tâm linh, tiếp xúc với thiên nhiên, với âm nhạc thi ca. Khi đời sống tâm linh được nâng cao thì tâm sẽ khoáng đạt hơn. Thực tập hơi thở chánh niệm đưa chúng ta đi rất xa. Nó giúp chúng ta bình tâm được trong những cơn bão của cảm xúc, làm chủ được thân tâm. Khi đã làm chủ được thân tâm, có sự bình an rồi, thì cái thấy của mình sẽ sáng suốt hơn. Nếu hai vợ chồng cùng thực tập như vậy một thời gian, thì sự bao dung sẽ lớn lên. Khi đó, tâm anh ấy tự nhiên sẽ rộng ra, và các chuyện quá khứ sẽ trở nên mờ nhạt. Bạn nên đọc cuốn Con đường chuyển hóa của nhà xuất bản Hồng Đức, tháng 12 năm 2015 của sư ông Làng Mai.
sẽ có những hướng dẫn rất cụ thể về phương pháp thực tập. Cái gì cũng có giá của nó. Muốn có một mảnh bằng thì bạn phải bỏ công sức ra học hành bao nhiêu năm trời. Muốn có tiền sinh sống thì bạn phải đi làm mỗi ngày vài tiếng. Để giữ gìn hạnh phúc của một gia đình thì bạn phải dày công vun bón. Đừng nghĩ rằng trong vài ngày hay vài tuần mà giải quyết được tận gốc vấn đề. Phải dành cho nó thời gian, phải có mong muốn tu tập. Hãy thương lấy các con của bạn, thương lấy bố mẹ hai bên, thương lấy chính mình, thương lấy chồng mà quyết tâm tu tập, tự chuyển hóa mình và giúp chồng chuyển hóa. Tôi có rất nhiều niềm tin nơi bạn. Tôi cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho gia đình bạn được an lành, hạnh phúc. Câu hỏi 4. Con buồn bố và em chồng. Con có chồng năm 30 tuổi, năm nay là 32 tuổi. Vợ chồng con chưa có con. Ngày con về gia đình chồng ra mắt, bố chồng nhìn con rất lạnh lùng và không tỏ thái độ đón nhận con. Dù con cố gắng hết sức để hỏi han ông, sau này khi đã về sống chung rồi con mới hiểu. Ngày xưa chồng con rất được má yêu thương, nhưng bố thì không. Hai cô em chồng, một cô 25 tuổi, một cô 30 tuổi chưa chồng, thì luôn tỏ thái độ như là chị của chồng con. Và hai cô này thì rất được lòng bố. Con làm dâu cũng đắng cay lắm. Con đang học dở dang trường đại học ngoại ngữ, bằng đại học thứ hai. Lấy chồng, cô Út nói rằng, chị nghỉ học đi, để mỗi chiều đi làm về, tranh thủ về nấu cơm cho bố. Con chịu đựng và gác lại việc học của mình để gia đình yên ấm. Con tự bày ra nấu ăn, ăn xong con lủi thủi thu dọn một mình. Hai cô em chồng ăn xong hoặc đi chơi hoặc vào phòng riêng nghỉ ngơi. Khi nhiều lần lặp lại như thế, con lên tiếng thì cô em 30 tuổi nói rằng, để chị làm cho quen. Mặc dù hai cô chẳng biết nấu ăn, nhà cửa, ly tách, bề bộn, chén ăn xong không biết rửa, dù gia đình không thuộc hàng giàu có. Hai cô em chồng chưa có chồng, nhưng ngày nào cũng đi đến 12 giờ khuya mới về. Một cô có người yêu thì ở bên nhà người yêu nhiều hơn nhà mình. Vậy đấy, nhưng lại luôn bới móc tìm khuyết điểm chị dâu. Con lại tiếp tục nín nhịn, mà hình như càng nhịn người ta càng lấn lướt mình, phải không sư ông? Trong nhà bất cứ ai cần tiền bạc hay sự trợ giúp gì cũng yêu cầu vợ chồng con có trách nhiệm. Rồi bà con dòng họ, người thì gửi con cháu cho tụi con nuôi ăn học giùm, người thì mượn tiền không thấy trả. Bố chồng tuy có con trai duy nhất là chồng con, nhưng những chuyện lớn nhỏ trong nhà không nói năng hay bàn luận gì đến chồng con cả, chỉ bàn luận với con cái. Nhưng nếu có liên quan đến việc phải chi trả bằng tiền thì gọi chồng con chi. Vợ chồng con không có nhiều tiền, phải vay mượn bên ngoài trả lãi để làm ăn. Nhưng mọi người vì thấy tụi con mở công ty để làm ăn nên nghĩ tụi con có nhiều tiền. Con không hẹp hòi ích kỷ, con không keo kiệt và không phải không muốn chia sẻ khi cần thiết cho mọi người. Nhưng con khó chịu và mệt mỏi vì xung quanh con toàn là những người không biết giúp đỡ hay biết điều. Mỗi lần sân si nổi lên, con lại niệm Phật để lướt qua tất cả. Nhưng hình như sau đó mọi việc đâu lại vào đấy. Có lẽ cái nghiệp của con còn dày lắm, phải không sư ông? Thưa sư ông, con phải làm sao cho đúng đây? Chia sẻ của sư cô DN. Thưa chị mệt mỏi lắm rồi phải không? Mệt mỏi không phải vì làm việc, mà là trong sự chờ đợi bố và các cô em chồng thay đổi cái nhìn của họ đối với chị, nâng đỡ chị như một người con và một người chị. Đọc thư chị không thấy chị nói gì đến chồng chị cả. Anh ấy có biết những gì chị suy nghĩ và trải qua hay không? Chị đã từng chia sẻ cho anh ấy biết chưa? Sức chịu đựng của con người không khác gì lượng dung tích của một bình hay một chai đựng nước. Nếu quá số lượng nước đựng trong bình hay chai đó thì nó sẽ tràn ra ngoài. Cũng vậy, nếu quá sức chịu đựng của chị
thì chị sẽ bùng lên những cơn giận, bởi vì chị không thể kềm chế được nữa. Vì vậy mà nhịn nhục không phải là biện pháp giải quyết vấn đề. Tất cả những gì chị đang làm cho gia đình chồng, nếu đó không phải là động cơ của thương yêu và đùm bọc lẫn nhau, thì càng làm chị càng mệt mỏi và dễ đưa đến sự bực bội, nóng giận. Nếu chị thương chồng, yêu chồng, chị phải học thương gia đình chồng như gia đình mình. Mình rất dễ tha thứ cho người mình yêu, mình thương, phải không chị? Có ai hoàn toàn là hoàn mỹ đâu, kể cả những người đang yêu nhau, kết hôn với nhau. Nhưng người ta vẫn yêu nhau, vẫn lấy nhau để cùng sống dưới một mái nhà. Cơ bản là vì thương, vì yêu mà người ta chấp nhận nhau, học hỏi nhau để xây dựng mái nhà hạnh phúc. Muốn sống hạnh phúc với nhau là cả một nghệ thuật xây dựng hạnh phúc gia đình. Tình yêu chưa đủ để đóng góp vào việc xây dựng một mái nhà hạnh phúc. Mình cần rất nhiều yếu tố như là học lắng nghe nhau, học hiểu nhau, học cho nhau thời gian để cho người kia có cơ hội lập mới lại con người họ, vân vân. Nhiều thứ để mình học và mài dũa lắm. Phần đông người ta thường nhịn nhục cho êm chuyện, nhưng nhịn nhục như vậy có tính cách tiêu cực lắm. Hơn nữa, theo thời gian, nó sẽ chồng chất mỗi ngày mỗi nhiều thêm lên. Đến một lúc nào đó thì hạnh phúc gia đình sẽ hoàn toàn tan dở. Nhiều khi vì chuyện em chồng, con dâu mà hạnh phúc giữa hai vợ chồng cũng khó hòa thuận, ảnh hưởng rất nhiều đến tình cảm giữa hai vợ chồng. Vì vậy, cho nên chỉ cần phải học phương pháp san sẻ những khó khăn với chồng. Nói như thế nào để nhận được sự cảm thông của chồng mà không phải là gây thêm áp lực cho chồng, để tránh gây ảnh hưởng tai hại đến đời sống hạnh phúc vợ chồng, gia đình chồng. Chị cũng cần phải học cho mình thời gian và cho người khác thời gian để có thể thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Muốn thay đổi một lối nhìn, một cách sống rất là khó. Không phải chỉ có dăm ba ngày mà có thể làm được. Hơn nữa, nếu liên hệ giữa đôi bên không được gắn bó, thì động cơ khiến người kia thay đổi cách cư xử với mình cho tốt hơn cũng là một vấn đề. Như DN đã nói ở trên, chỉ có thương nhau, yêu nhau, người ta mới có đủ kiên nhẫn để chấp nhận nhau và cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn để cùng xây dựng hạnh phúc với nhau. Chị phải học thương gia đình chồng như đã thương chồng vậy. Con người là một động vật biết suy nghĩ, có lương tâm. Chị hãy học sống như thế nào để có thể thay đổi cách suy nghĩ và đánh động đến lương tâm của những người trong gia đình chồng. Đó mới là biện pháp sống dài lâu với người chồng chị thương yêu và cam kết sống dài lâu với người đó. Trong giai đoạn này, chị rất cần tình thương của chồng và sự nâng đỡ của chồng để giúp chị có thêm sức mạnh. Hai anh chị nên có nhiều thời gian cho nhau hơn để dung bồi tình thương và sự cảm thông của nhau, để cùng nhau đi trên con đường này. Đừng để bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào từ bên ngoài ảnh hưởng tới hạnh phúc hai vợ chồng. Hãy cùng lắng nghe nhau, tìm hiểu nhau nhiều hơn để nâng đỡ nhau. Chỉ có như vậy thì tình cảm vợ chồng mới bền bỉ, keo sơn theo thời gian. Chị có đồng ý không? Hy vọng chị sẽ có nhiều sức mạnh để đi tiếp trên con đường xây dựng hạnh phúc gia đình. Thỉnh thoảng, chị nên cùng chồng đi du ngoạn để hít thở thêm khí trời, để thư giãn những căng thẳng trong người. Chúc anh chị và gia đình luôn có đủ bình an và sức khỏe. Chào chị. Câu hỏi 5. Con muốn xin lỗi vì đã làm những người thương yêu con khổ đau. Con xin phép thầy cho con xin một pháp môn. Vì trước đây khoảng 1.5 năm, con không sống trong chánh niệm. Con có những phụng dại, con có rất nhiều lỗi lầm. Con đã làm khổ người con thương, con làm khổ gia đình con làm khổ tất cả những người chung quanh con. Tại vì con không biết con là ai hết. Bây giờ có nhiều lúc rảnh rỗi, con tự nói với lòng con là con xin lỗi chồng, xin lỗi cha mẹ, xin lỗi các anh, các chị trong gia đình con. Mà cái tự ái trong con chưa xuống được. Nhiều, rất nhiều lần con đã nói với lòng con là con đã hối hận, con muốn làm mới, con không muốn làm như vậy nữa. Nhưng con chưa nói được lời xin lỗi tới những người con đã làm khổ đau. Xin thầy cho con pháp môn để con làm được chuyện đó, để con có thể làm dời đi nỗi khổ trong lòng con.
Tại vì không hiểu sao những người con thương, những người lo lắng cho con, chiều chuộng con chừng nào thì con lại gây gắt, con làm khổ người đó chừng ấy. Con không đối lại cái tình cảm ngọt ngào mà người ta đối với con. Con không biết dùng ái ngữ trong thời gian qua. Con đã không sống trong chánh niệm nên con không biết. Nhưng từ năm ngoái con đã được về chùa. Con bắt đầu nhận thấy, con soi gương thì con thấy mình làm sai. Con không tiếp tục làm những cái gì mà ngày xưa con làm nữa. Nhưng có một điều, con chưa nói được lời xin lỗi với chồng con, với gia đình con, với bạn bè và những người con đã làm khổ. Xin Thầy hãy dạy cho con. Sư ông Làng Mai trả lời: mình thấy được sự thật đó là một bước đầu, đó là một sự giác ngộ lớn. Và câu hỏi này là câu hỏi rất hay. Nhiều người sẽ nhờ câu hỏi này mà tìm ra được cách hành xử. Mình biết rằng mình đã có những vụng về, lầm lỡ. Mình muốn nói những lời xin lỗi. Mình biết rằng mình đang còn tự ái nhiều, và mình muốn vượt qua những tự ái ấy. Đó là một sự giác ngộ rồi đó. Có những người chưa đạt tới đó, mà mình đạt tới đó là mình cũng khá lắm rồi. Nhờ chùa, nhờ tăng thân mà mình thấy được điều đó, làm được điều đó là đáng được Thầy khen rồi. Đã có giác ngộ, đáng được khuyến khích rồi. Nhưng đừng có nghĩ mình nói xong lời xin lỗi thì tình trạng sẽ hoàn hảo. Đừng có quá lạc quan như vậy. Tại vì đôi khi mình nói xong lời xin lỗi, mình vẫn có thể lặp lại. Mình rơi vào tình trạng thất niệm, còn có thể làm ra những vụng về nữa chứ không phải không đâu. Tại vì trên thực tế, có những người đã xin lỗi rồi, vẫn tính nào tật đó, vẫn tiếp tục lặp lại những vụng về của mình. Vì vậy cho nên Thầy có những điều căn dặn phải ghi nhớ cho đàng hoàng thì mới có thể thành công được. Xin lỗi là rất hay, nhưng chưa đủ đâu. Thầy nghĩ là khoan xin lỗi đã. Mình tự làm mới với chính mình trước. Khi nào mình thấy mình đủ hết rồi, sẵn sàng rồi thì mình bắt đầu xin lỗi. Nếu xin lỗi rồi mình hứa hẹn điều gì đó mà làm không được thì cũng như không thôi. Đừng quá vội vàng xin lỗi. Có một cách xin lỗi rất dễ, rất hay là viết thư. Chỉ khi nào lá thư đó hoàn hảo, mình bằng lòng lắm thì mình mới gửi đi. Trước đó mình đọc đi đọc lại, sửa đi sửa lại, viết đi viết lại. Tới chừng nào mình thấy thư có thể nói hết những điều trong trái tim của mình thì mình mới chép lại và gửi cho người đó. Người đó có thể là chồng mình, người đó có thể là con mình, người đó có thể là anh mình, là chị em của mình. Đó là sự thực tập của Thầy. Vì Thầy sống chung với các thầy, các sư cô khác 24 giờ đồng hồ một ngày. Thỉnh thoảng Thầy cũng viết thư cho họ, và họ cũng viết thư cho Thầy. Cho nên viết thư là một pháp môn rất hay. Trong khi viết thư mình có thể thở, có thể ôm ấp những cái thấy của mình, những cái buồn, cái giận của mình, những hy vọng của mình. Cho nên mình có thời giờ để viết ra những cái mà sau này nó không làm cho mình hối hận. Còn nói thì đôi khi còn vụng về, sau này mình hối hận. Mình nên học cách viết thư, viết thư tình. Trước hết, trong khi viết mình thực tập nhìn cho sâu, mình thấy mình có những vụng về nào mà mình không muốn lặp lại thì mình phải viết xuống cho hết những vụng về ấy. Mình có thể có những tri giác sai lầm về người kia, có những vụng về trong nói năng và những vụng về trong cử chỉ của mình. Mình phải nhìn lại, phải ngồi thiền để lắng nghe, nhìn lại trong quá khứ có những vụng về nào, đứng về phương diện ý, phương diện khẩu, phương diện thân, mình đều phải liệt kê ra hết. Những cái gì đã đưa tới vụng về đó và những kết quả của vụng về đó, mình phải tìm cho tới gốc rễ và những hậu quả của vụng về đó. Có hai vấn đề, một là nguồn gốc của những vụng về, hai là hậu quả của những vụng về đó, phải viết ra hết, giờ này sang giờ khác để thiền quán. Thiền quán bằng một tờ giấy và một cây viết, ngồi dưới gốc cây, ngồi trên bãi cỏ, nhìn cho thật sâu trong quá khứ, những nguồn gốc của vụng về và những hậu quả của vụng về, giờ này sang giờ khác,
mỗi ngày một giờ đồng hồ hoặc là nhiều hơn nữa, để quán chiếu cho thấy rõ, đừng có hành động vội vàng, đừng có xin lỗi vội vàng. Mình nên ngồi lại để thấy rõ mình, sau đó mình lập nguyện với Đức Thế Tôn, với tăng thân mình là từ đây về sau, con nguyện sẽ không tư duy như vậy, con sẽ không nói năng như vậy. Nhưng con không chắc chắn là con sẽ làm được như lời hứa của con. Thành ra xin Đức Thế Tôn, xin tăng thân yểm trợ cho con có thể làm từ từ chuyện đó được. Con có thể bớt đi 20-30% hay 60-70% những vụng về, thì con nhờ Đức Thế Tôn, con nhờ tăng thân yểm trợ cho con, thì từ từ con sẽ làm được. Đừng tưởng là xin lỗi rồi thì mình có thể làm được hoàn toàn 100% điều mình muốn. Vì vậy cho nên mình cần viết xuống hết những điều mình nghĩ. Và không phải chỉ xin lỗi một lần đâu, mà phải xin lỗi 2-3 lần, hoặc có thể nhiều hơn nữa, với những giờ làm việc riêng, những giờ thiền quán riêng. Mình phải thấy cho rõ hết, mình phải lập nguyện cho đàng hoàng, rồi mới có người yểm trợ cho mình. Mình phải có bạn tu, phải có những người mình tâm sự được. Mình viết xong rồi đưa cho một người bạn của mình: chị nghĩ là em làm như vậy có được không? Chị nghĩ là cái mà em vừa mới viết xuống đây, những từ quán, nội quán ấy có đầy đủ chưa? Theo nhận xét của chị, em có hiểu được em đầy đủ chưa? Em đã thấy được cái hay và những cái dở của em chưa? Chị thấy những cái hay nào của em chưa được viết vào đây? Chị soi sáng cho em đi, tại vì cái thấy của em về em nó chỉ được tới đây thôi. Mình phải nhờ những người bạn soi sáng cho mình, bổ túc cho mình về sự nhìn lại ấy của bản thân mình. Mình có thể có hơn một người bạn tu, có hơn một người thiện tri thức. Sau khi đã làm hết sức mình rồi, mình lên bàn thờ Phật phát nguyện, mình lạy xuống: con phát nguyện là con sẽ theo con đường này. Đây là cái thấy của con, đây là tuệ giác của con. Xin Đức Thế Tôn soi sáng thêm cho con. Trong quá trình thực tập, thế nào cũng có những vụng về, và con nguyện là mỗi ngày con sẽ làm hay hơn. Sau đó mình mới viết thư xin lỗi: anh ơi, em biết em có vụng về trong quá khứ, và em không muốn lặp lại những vụng về đó. Anh không giúp em thì chắc một mình em không làm được. Thành ra mỗi khi em có vụng về, anh nhẹ nhàng soi sáng cho em, giúp em. Nếu anh không soi sáng, anh không giúp em thì em không làm được. Khi nào em có vụng về trong suy tư, hay là trong lời nói, trong việc làm, thì xin anh nhắc thêm. Nhưng xin anh nói bằng lời ái ngữ, anh đừng có la mắng, đừng có nói nặng, thì cái đó giúp em rất nhiều. Nói như vậy thì người kia cảm động lắm. Người kia sẽ trở thành bạn đường trên con đường tu tập của mình, và mình cũng là bạn đường trên con đường tu tập của người kia. Tại vì người kia là chồng mình, là con mình, thì họ cũng có những vụng về, họ cũng có những cơn giận, có những tri giác sai lầm. Mình phải giúp họ bằng sự nhẹ nhàng, giúp họ bằng sự tươi mát, bằng ngôn từ hòa ái của mình. Hai bên giúp nhau thì sự việc mới thành. Mình xin lỗi như thế xong thì mọi việc trở nên tốt đẹp liền. Thầy không tin như vậy. Đó phải là một quá trình thực tập lâu dài. Mình hứa và mình xin người kia giúp cho mình trong sự thực tập hàng ngày. Giúp bằng hai cách: là chịu khó lắng nghe bằng lòng từ bi, và chịu khó soi sáng giúp cho mình bằng lời ái ngữ, chứ đừng có thắc mắc, đừng có lên án. Nếu nói bằng giọng chua chát hay là lên án trách móc thì mình nghe không được, mình làm không được. Thành ra mình phải xin người kia giúp mình, yểm trợ cho mình. Một trái tim như vậy sẽ tưới mát được trái tim của người kia. Người kia sẽ thương mình, người kia sẽ cố gắng tu tập để giúp cho mình chuyển hóa, và mình cũng cố gắng tu tập để giúp cho người kia chuyển hóa. Hai người làm khổ nhau lại trở thành bạn đường, giúp nhau trên con đường tu học thì rất hay. Câu hỏi 6: người tại gia muốn thành Bụt có cần xuất gia không? Làm sao để mẹ con thanh thản đối diện với cái chết? Kính bạch sư ông, quý thầy
quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con muốn đảnh lễ thầy vì thầy đã trao truyền cho con giáo pháp của Bụt Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì con quy y năm 13 tuổi, nhưng cho đến năm 50 tuổi thì mới biết đạo Phật là gì. Sau khi nhờ những sách vở của thầy, con biết đạo Phật là một đạo thực nghiệm, tức là phải làm. Đức Phật là một vị thầy tâm linh, Ngài là một người thực nghiệm. Nghe lời thầy thì con cũng đọc sách và thực hành. Năm ngoái và năm nay con có duyên được học với thầy, thì con xin thầy cho con đặt 2 câu hỏi cho bản thân và 1 câu cho tha nhân. Con cảm thấy hình như nếu cư sĩ muốn tu thành Bụt thì có lẽ phải xuất gia. Con có mẹ già 82 tuổi đang ở Việt Nam, con không biết làm thế nào chỉ cho mẹ con phương pháp chuẩn bị một cái chết thanh thản và không sợ hãi. Sư ông Làng Mai trả lời: chữ Bụt có nghĩa là tỉnh thức, giác ngộ. Bụt là người đã tỉnh thức, đã giác ngộ, và có những vị Bụt nhỏ, có những vị Bụt lớn. Các vị Duyên Giác, Bích Chi cũng là Bụt, nhưng so với Đức Thích Ca thì còn nhỏ hơn. Và Bụt không phải là cái gì đó xa vời. Trong đời sống hàng ngày, đạt tới những giác ngộ nho nhỏ, và mình thành những vị Bụt nho nhỏ cũng được, chứ không cần phải đợi đến nhiều kiếp sau mới thành. Vì vậy mình phải điều chỉnh lại ý tưởng của mình về Bụt. Một là Bụt 100%, hai là không phải Bụt. Cái đó không đúng, giống như đen và trắng. Giữa đen và trắng còn có nhiều tông màu khác nhau. Khi mình uống trà, nếu mình có chánh niệm, mình chấm dứt những loạn tưởng của mình, mình không bị quá khứ kéo đi, không bị tương lai lôi cuốn, mình an trú trong hiện tại, thì mình có mặt đích thực, và trà cũng có mặt đích thực. Mình là một thực tại màu nhiệm của sự sống, và trà cũng là một thực tại màu nhiệm của sự sống. Trong giây phút đó mình có chánh niệm, có sự tỉnh thức. Bụt là người uống trà như vậy, và mình cũng có thể uống trà như vậy. Mình có thể uống trà với tư cách của một vị Bụt. Nếu không thực tập chánh niệm thì mình là chúng sinh. Khi mình thực tập chánh niệm thì mình đang là Bụt. Chỉ có Bụt Thích Ca là Bụt toàn thời gian. Còn mình là người đang thực tập thì mình mới là Bụt ngắn hạn thôi. Khi mình bước một bước chánh niệm thì mình là Bụt. Bước thứ hai không có chánh niệm thì mình là chúng sinh. Vì vậy Bụt không phải là cái gì quá xa vời. Bụt là cái mình có thể đạt được ngay trong giây phút hiện tại. Giáo lý này áp dụng chung cho cả người xuất gia và người tại gia. Người tại gia cũng có thể làm được như người xuất gia. Có điều người xuất gia có điều kiện thuận lợi hơn, tại vì xung quanh họ có những người giống như họ, cũng đang thực tập như họ. Còn người tại gia thì ở trong môi trường có rất nhiều người không thực tập, cho nên không được giúp đỡ. Môi trường của người xuất gia rất thuận lợi, rất dễ. Cho nên Ca Dao Việt Nam có nói: thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Tu tại chùa dễ nhất, tu tại gia khó nhất. Và vì vậy đừng nói xuất gia là khó, xuất gia là dễ nhất. Muốn chọn con đường dễ là đi xuất gia thôi. Cho nên các thầy, các sư cô là những người đã chọn con đường dễ. Trả lời câu hỏi thứ hai: để giúp mẹ mình qua đời một cách an tĩnh, mình phải biết rằng mẹ không chỉ 82 tuổi, mẹ có thể là đang còn trẻ trong mình, và mình phải giúp cho người mẹ ở trong mình. Nếu giúp được mẹ trong mình thì mình cũng giúp được cho mẹ 82 tuổi. Mẹ có thể còn rất trẻ, mẹ có thể là chưa sinh. Tại vì mẹ có mặt trong từng tế bào của cơ thể mình, mẹ có mặt trong mình và mẹ có mặt trong con mình. Và mẹ có thể đang có mặt rồi hoặc sắp sinh ra từ cháu mình. Thấy được mẹ mình như vậy là cái thấy của một vị Bồ Tát, của một vị giác ngộ. Khi mình đạt đến cái thấy đó rồi thì mình tìm cách truyền cái thấy đó qua cho mẹ. Đã có nhiều người giúp được cho cha mẹ mình qua đời một cách an bình. Khi những vị đó thấy được xác thân của họ, hình hài của họ không phải là họ, chỉ là phần nhỏ của họ thôi, và họ đang tiếp tục trông con
trong cháo và trong nhiều hình thái khác. Họ đã lên đường về tương lai rồi. Cái còn lại 82 tuổi đây chẳng qua một phần rất nhỏ của họ mà thôi. Mình có thể nói chuyện hôm nay một chút, hôm sau một chút bằng điện thoại để mình chuyên chở những cái thấy đó cho mẹ mình. Ví dụ như mình pha trà thì mình bỏ một ít trà rồi chế nước vào bình, đậy nắp bình lại, đợi 5 phút rót nước trà ra chén, thì tinh hoa của trà đã ở trong chén trà rồi. Khi mình châm thêm nước sôi thì trà vẫn còn cung cấp được hương thơm, nhưng sau lần thứ 3 nó không còn hương thơm nữa, nó không còn hương vị trà nữa, và cái còn lại trong bình chỉ là cặn bã. Mình cũng vậy, mình không phải có mặt trong hình hài này, mình có mặt trong tư tưởng, lời nói và hành động mà mình đã phát ra. Những cái đó đang tiếp nối mình. Mình có mặt trong con, trong cháu mình. Khi thấy được như vậy thì sự tan rã của hình hài này không đụng tới mình, và mình thấy mình đã bắt đầu đi vào tương lai rồi. Nếu như cha mẹ mình thấy được điều đó thì họ sẽ đi qua giây phút chót rất dễ dàng. Vì vậy phải làm sao truyền cái thấy đó cho cha, cho mẹ mình. Ai là người nghĩ rằng mình có hiếu thì phải truyền cho được cái thấy đó cho cha và cho mẹ. Và mình chỉ có thể truyền cho cha mẹ cái thấy đó khi chính mình thấy được cái thấy đó. Có cái thấy về bất sinh bất diệt. Ba mẹ hạnh phúc là chúng con sung sướng nhất. Chương 2. Tâm sự của mẹ cha với con cái. Câu hỏi 1. Hãy là người bạn thân tình của con. Con kính bạch thầy, kính thưa đại chúng, hôm nay con có một câu hỏi để xin thầy cho một cách áp dụng trong đời sống gia đình. Theo như con được biết, đã có nhiều gia đình có những vấn đề mâu thuẫn với con cái. Như sư ông từng dạy, điều rất quan trọng là phải biết thiết lập được truyền thông giữa cha mẹ với con cái. Tuy nhiên, có nhiều lúc cha mẹ thấy được những lỗi lầm của con, nhưng nếu phê bình con hoặc chỉ cho con những sai lầm đó thì cha mẹ lại sợ rằng con cái sẽ xa lánh cha mẹ, và từ đó sẽ gây khó khăn cho vấn đề truyền thông. Như con và Thi Mai, con gái con, hai cha con sống với nhau cũng rất hòa thuận và cũng thờ một thầy. Những khóa tu cũng đi với nhau. Tuy nhiên, Thi Mai mỗi lần đi chơi hay đi đâu thì con thường quan tâm và hỏi là con đi đâu, đi chỗ nào, tiếp xúc với những người bạn như thế nào. Thi Mai tỏ ra bất bình và nói rằng con không có tin Thi Mai. Có lần Thi Mai phản ứng rất là mệt, tức là đi vô phòng và đóng cửa rầm rầm. Con nghĩ đây là vấn đề chung và xin sư ông dạy cho chúng con. Sư ông Làng Mai trả lời: trước khi trả lời, mình phải thở vài hơi nữa mới được. 3 tiếng chuông ít nhất là 9 hơi thở, thế nào tâm mình cũng lắng xuống. Khi cháu nói là ba không tin con thì cháu nói đúng, tại vì tình thương luôn luôn phải tin, nếu mà không tin thì chưa thương đủ. Mình phải tin con mình, thương nhau là phải tin nhau. Những vấn đề đó không đơn giản, tại vì niềm tin nó có 2 chiều chứ không phải là 1 chiều. Mình tin con nhưng con cũng phải tin mình nữa thì mới được, phải vậy không? Mình tin con nhưng con phải tin mình, không phải là 1 chiều. Mà niềm tin không phải là cái gì tự nhiên mà có được. Niềm tin chỉ có thể có được khi có những điều kiện để cho mình tin, phải không? Tôi có rất nhiều đệ tử, có những đệ tử rất giỏi, và có dấu hiệu là những người đệ tử đó nghe lời mình đã thành công trong sự thực tập và không đem lại khổ đau cho chính bản thân mình và cho những người khác. Vì thế, niềm tin của mình nơi người đệ tử đó phát sinh càng ngày càng mạnh. Thành ra mình muốn tin người đệ tử đó, nhưng người đệ tử đó phải giúp mình thì mình mới tin được, phải vậy không?
Vì vậy, cho nên mình muốn ba mình tin thì mình phải chứng tỏ mình là một người đáng tin cậy, và đồng thời mình cũng chứng tỏ là mình cũng tin ba mình. Tại vì người đệ tử kia được thầy tin cậy, nhưng người đệ tử kia cũng rất tin cậy nơi thầy, đặt niềm tin nơi thầy. Và vì vậy, niềm tin không phải là vấn đề một chiều, nó là vấn đề hai chiều. Mình muốn ba mình tin mình thì mình phải tin ba mình. Ba mình sở dĩ lo lắng thăm hỏi như vậy là có lý do chứ không phải là không có lý do. Cố nhiên là cha mẹ nhiều khi lo cho con cái quá, những cái đó là do sự sợ hãi. Thành ra mình phải giúp ba mẹ mình, mình phải nói là: ba ơi, ba đừng có lo cho con quá, có gì đâu mà ba lo cho con quá vậy. Ba bận tâm quá như vậy làm cho con không thở được nữa, ngợp quá đi, con không thở được nữa. Thực ra có nhiều vị phụ huynh quá lo thiệt, quá sợ thiệt. Nhưng mà trong trường hợp của ba mình, ông có quá lo, quá chăm sóc hay không, hay là bình thường thôi? Nếu mà ba mình lo bình thường thôi, đó là một chuyện rất tự nhiên, rất là bình thường. Cha mẹ nào mà chẳng lo cho con cái? Miễn là cái lo đó đừng quá mức thôi. Mình phải thấy rằng tại vì thương mà lo, chứ không phải vì muốn làm khổ mà lo. Các thầy, các sư cô mà đi đâu về trễ thì tôi cũng có lo, nhưng mà tôi không quá lo. Mà mình muốn thầy mình, muốn cha mình đừng có quá lo, thì đi trễ mình gọi điện thoại về chứ có gì đâu. Nói ba đừng có lo, con về trễ chút, mình có phương tiện mà. Nhất là sống trong xã hội này, có phương tiện tại sao mình hà tiện một phút đồng hồ gọi điện về cho ba cho mẹ? Trong khi nếu mình làm như vậy thì chắc chắn là ba mình sẽ tin mình, mẹ mình sẽ tin mình. Tại vì tâm lý của cha của mẹ là khi thấy con mình đi lâu quá thì lo, đó là chuyện rất dễ thương. Các thầy, các sư cô lớn rồi mà đi đâu lâu quá không về thì tôi cũng có lo, nhưng mà ăn thua là không có quá lo thôi. Tại vì tôi biết các thầy, các sư cô biết giữ thân, biết cẩn thận, biết chánh niệm, nên tôi lo ít, mà cái lo đó không làm hại đến sức khỏe của mình. Nó chỉ chứng tỏ là mình có thương, có chăm sóc. Thành ra cái lo của ba, của mẹ là biểu hiện của tình thương. Mình phải hiểu điều đó và mình thương ba thêm, thương mẹ thêm. Xã hội này đầy rẫy những bất trắc, những nguy hiểm, những cám dỗ và rất nhiều những thanh niên đã đi vào con đường đau khổ. Tại vì môi trường xã hội rất xấu, và vì vậy cha mẹ không lo cũng không được. Thành ra mình phải hiểu cho cha mẹ là cái lo đó, cái sợ đó là có lý do chứ không phải tự nhiên mà có. Mình phải làm sao để cha mẹ yên tâm, đừng có quá lo mà tội nghiệp cho cha mẹ. Cố nhiên mình là người trẻ thì mình có cuộc đời của người trẻ, không thể nào sống bên cạnh cha mẹ 24 giờ một ngày. Nhưng mà mình làm thế nào để cho cha mẹ đừng có quá lo, đừng quá sợ, và có những điều mình có thể làm cho cha mẹ đừng lo, đừng sợ quá nhiều. Mình phải biết rằng nếu mình làm được những điều đó thì hạnh phúc của mình lớn lắm, và hạnh phúc của cha mẹ lớn lắm. Ngày xưa thầy của tôi rất thương và rất tin tôi, mà không bao giờ nói là thầy rất thương con, tin con, chỉ giữ trong bụng vậy thôi. Nếu mình thông minh thì mình thấy được, nếu mình không thông minh thì mình chịu thôi. Mình không thấy được tình thương, niềm tin của thầy mình đối với mình. Sư ông Thanh Quý bí mật viết một di chúc là sau khi sư ông tịch thì thầy Nhất Hạnh phải làm trụ trì, phải tiếp tục làm trụ trì. Sư ông thương như vậy đó. Tuy cái số của thầy Nhất Hạnh không phải số trụ trì, nhưng thời đó sư ông rất thương thầy, đặt niềm tin mà có thể vì thầy đã làm cái gì đó, đã sống như thế nào đó, cho nên mới được sư ông thương. Thành ra mình muốn cha mình thương, mẹ mình tin, thì mình phải làm cái gì đó chứng tỏ là mình xứng đáng với niềm tin đó, với tình thương đó. Mình không oán trách, mình phải chia sẻ tất cả những gì đang xảy ra trong đời sống hàng ngày của mình để cho cha mẹ đừng lo sợ. Điều này các thầy, các sư cô ở làng Mai làm rất hay. Có những niềm đau nào, có những lo lắng nào đều viết thư cho thầy hết. Vì vậy thầy rất tin các thầy, các sư cô. Họ là con của thầy, họ không giấu giếm thầy điều gì hết.
có những lo sợ, những ước mơ, những khó khăn nào họ nói hết. Và vì vậy cho nên thầy rất tin họ. Mình làm con cũng vậy, mình phải chia sẻ tất cả những gì đang xảy ra cho mình. Điều đó mình có thể làm được. Khi mình chơi với bạn thì thế nào cũng có những người bạn dễ thương, những người bạn không dễ thương trong đời sống của mình. Là một người trẻ, mình có những giờ phút hạnh phúc, những giây phút lo lắng khổ đau. Tất cả những điều đó mình có thể nói cho cha mình, cho mẹ mình hết. Mình đối xử với cha mẹ như những người bạn tâm tình, mình kể hết. Và đôi khi mình còn hỏi ý kiến của ba, của mẹ. Trong trường hợp đó, ba nghĩ con phải làm sao? Nói như vậy đó, con phải làm sao để giúp nó và đừng để trở thành nạn nhân của nó? Khi đó, ba mình, mẹ mình sẽ trở thành những người bạn tri kỷ của mình và có thể trao truyền cho mình rất nhiều kinh nghiệm. Khi có thể trở thành bạn tri kỷ của mình rồi, ba mình không còn lo sợ nữa, sẽ có niềm tin rất lớn ở nơi mình. Chuyện đó mình có thể làm được. Các đệ tử của tôi có nhiều người rất trẻ, nhiều sư cô mới 14-15 tuổi, nhiều sư chú mới 14-15 tuổi, lại cũng có nhiều vị đã 50-60 tuổi, mà mỗi khi gặp tôi, họ đều chia sẻ những ước mơ, những lo ngại, những chi tiết của đời sống, những tâm tình của họ. Mình làm thầy, nhưng đồng thời cũng làm bạn, làm người bạn tâm tình của họ. Mình làm cha mẹ, nhưng cũng có thể làm bạn đường của con. Nếu được như vậy thì cha mẹ cũng có hạnh phúc và con cũng có hạnh phúc. Thầy nghĩ những điều thầy nói ra có thể làm được. Hai cha con phải làm thế nào để trở thành bạn tâm tình trong đời sống hàng ngày? Câu hỏi 2. Làm thế nào để giúp con tiêu thụ có trách nhiệm? Khi con dạy con trai của con sống giản dị, không nên mua sắm, tiêu xài hoang phí, thì con trai của con nói rằng nếu ai cũng sống giản dị như Bụt thì xã hội làm sao phát triển được? Phải có tiêu xài mua bán thì nhà máy sản xuất mới phát triển chứ. Con không biết phải trả lời con trai như thế nào, kính xin thầy giúp con. Sư ông Làng Mai trả lời: mình phải thấy được nguyên do sâu xa của lý luận này. Mục đích của con người là có hạnh phúc. Nhưng có nhiều người nghĩ rằng mình không thể hạnh phúc nếu không có nhiều tiền để mua sắm. Khi nhìn xung quanh, mình thấy nhiều người rất giàu, rất nhiều tiền, muốn mua gì cũng được, muốn sắm gì cũng được. Nhưng điều đó không có nghĩa là người đó có hạnh phúc. Có những người rất giàu nhưng rất cô đơn, không có bạn, không có ai hiểu mình, và có cảm tưởng rằng người ta tới với mình không phải vì tình bạn mà vì mình giàu. Vì thế người đó có rất ít bạn, rất cô đơn. Tôi đã từng gặp những ông tỷ phú như vậy. Họ rất giàu, họ có nhiều quyền thế, nhưng họ không có tình thương, họ rất cô đơn. Vì vậy nếu kết luận rằng có nhiều tiền để mua sắm thì có hạnh phúc là không đúng. Có nhiều người rất giàu, nhiều quyền lực, nhiều danh vọng, nhưng họ có rất nhiều khổ đau. Đã có rất nhiều người như thế tự tử. Quý vị phải giúp cho con trai hay con gái mình biết được điều đó. Hạnh phúc chỉ có được khi nào mình được hiểu, được thương, cũng như khi mình có khả năng hiểu và thương người khác. Khi mình hiểu được mình, thương được mình hiểu được người khác, thương được người khác, thì dầu mình sống đơn giản, ít tiêu xài như các thầy, các sư cô ở Làng Mai, mình cũng vẫn có hạnh phúc rất nhiều. Các thầy, các sư cô ở Làng Mai không ai có tài khoản riêng, có nhà riêng, có xe riêng, không mua sắm nhiều, nhưng tại sao ai cũng cứ cười hoài? Vậy nên nếp sống đơn giản không phải là nếp sống không có hạnh phúc. Nếu mình muốn có nhiều tiền để mua sắm, thì mình phải làm việc rất nhiều. Mình không có thì giờ để chăm sóc, thương yêu chính mình và chăm sóc cho người khác. Vì vậy mình không có hạnh phúc. Nếu ai cũng sống giản dị như Bụt thì hạnh phúc lắm, vì mình có nhiều thì giờ để thương yêu. Cuộc đời của Bụt là cuộc đời của sự thương yêu, cho nên mình gọi Bụt là Đức Từ Bi.
Đức từ bi nói nôm na là người biết thương, người có khả năng thương và thương được rất nhiều người. Sở dĩ thương được nhiều người là nhờ mình có tu tập. Nếu không có tu tập thì thương một người cũng khó, chứ đừng nói nhiều người. Cứ lên xuống hệ lụy rất nhiều, cho nên phải học thương. Phải nói cho con trai biết là hạnh phúc không nằm ở chỗ tiêu thụ. Hạnh phúc nằm ở chỗ ta có thì giờ để chăm sóc cho chính mình, cả về thân và tâm, cũng như có thì giờ để chăm sóc và thương yêu những người khác. Hiểu và thương là hai yếu tố căn bản của hạnh phúc. Nếu không có hiểu thì không có thương. Người thật sự thương ta là người có khả năng hiểu ta, và ta có thể nhận diện người đó dễ dàng. Người đó có khả năng lắng nghe ta, ta nói điều gì người đó cũng lắng nghe và hiểu được. Còn ta nói điều gì người đó cũng cắt lời ta và chỉ muốn nói cho ta nghe thôi, thì ta biết người này không có khả năng lắng nghe, không có khả năng hiểu ta, và người đó có thể làm cho ta khổ suốt đời. Bên Cali có một anh chàng rất thông minh và đẹp trai, tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng, có công ăn việc làm rất tốt và có rất nhiều bạn. Anh sống với mẹ. Bà mẹ nhận thấy con trai mình đặc biệt chú ý tới một trong những cô bạn, mà theo bà thì cô này không phải là người đẹp nhất. Một bữa, hai mẹ con ngồi nói chuyện, bà nói rằng: "Má thấy con chú ý tới cô đó, nhưng đó đâu phải là người đẹp nhất. Có rất nhiều người đẹp hơn. Mà sao con không thương, con lại thương cô ấy?" Anh rất ngạc nhiên khi thấy mẹ mình cũng quan sát và biết được điều đó. Ban đầu anh không tìm được câu trả lời, nhưng cuối cùng anh cũng tìm ra. Anh nói: "Má ơi, tại vì cô ấy hiểu con, cô ấy biết lắng nghe con, cô ấy hiểu được những khổ đau và ước vọng của con. Vậy nên con biết rằng con cần một người như vậy, cần một người hiểu và thương con." Câu chuyện rất đơn sơ, nhưng rất rõ là muốn thương thì phải hiểu. Trong cuộc đời mình phải có rất nhiều may mắn lắm, mình mới gặp một người có thể hiểu mình. Nếu mình muốn thương một người thì mình cũng phải có khả năng hiểu được người đó. Mình phải có khả năng thấy được những khó khăn, những bức xúc, những khổ đau của người đó. Mình phải có khả năng nghe, nhìn và thấy được. Khi mình hiểu được rồi thì mình sẽ thương. Hai chữ hiểu và thương khác nhau, nhưng kỳ thực chính là một. Khi không hiểu nhau thì đừng nói là thương. Có khi người cha không hiểu được đứa con của mình, dù đứa con của mình mới chỉ 14, 15 tuổi, nhưng nó đã có những khó khăn, khổ đau của nó rồi. Nếu mình áp đặt ý của mình lên đứa con và bắt nó làm, bắt nó nói, bắt nó hành xử theo kiểu mà mình cho là đúng, thì có thể mình sẽ làm khổ thêm. Nếu mình muốn làm một người cha thật sự, thì mình phải có thì giờ để lắng nghe con, phải biết được những khó khăn, khổ đau của nó trong trường học, trong gia đình, trong bạn bè. Phải ngồi nói chuyện với nó. Nếu không hiểu con thì mình không thương con được. Cha nào cũng muốn thương con, nhưng có thể càng thương thì mình càng làm con khổ, tại vì mình không hiểu. Hiểu là chất liệu làm ra thương. Vậy nên cha phải ngồi nói chuyện với con để hiểu hơn. Con cũng vậy, con cũng muốn thương cha lắm, nhưng thương không được, tại vì không hiểu được niềm đau nỗi khổ của cha. Cho nên hai cha con phải ngồi với nhau, phải có thì giờ cho nhau. Con phải hỏi cha về những khó khăn, khổ đau, bức xúc của cha. Vì cha có những khổ đau của cha, nhưng tại vì con không biết, cho nên cứ trách móc cha. Khi hiểu được những khó khăn, bức xúc của cha, thì tự nhiên con không còn trách cha nữa, và hai cha con mới có sự truyền thông. Có sự truyền thông thì mới có sự hòa giải. Vậy nên chất liệu của hiểu đã làm ra thương. Theo phương pháp của Đạo Bụt, thì mình phải tập hiểu mình, tập lắng nghe mình trước, rồi sau đó mình mới có thể lắng nghe để hiểu được, để thương được người kia. Cái hiểu càng lớn thì cái thương càng lớn. Trong liên hệ bạn bè hay liên hệ vợ chồng, cá nhân mình có thể tìm cách hiểu được người kia, và mình có thể nhờ người kia giúp cho mình. Ví dụ như mình nói: "Anh ơi, anh có nghĩ rằng em đã hiểu được anh chưa? Em có cảm tưởng là em đã hiểu được anh, nhưng chưa chắc em đã hiểu được. Vậy anh hãy giúp em hiểu anh hơn.
anh hãy nói thêm về những khó khăn, những khổ đau, những bức xúc của anh để cho em có thể hiểu được anh hơn. Mình đừng nghĩ rằng mình hiểu người kia quá rồi. Thực ra hai mẹ con có thể không hiểu nhau vì hai mẹ con chưa có thời giờ để tâm tình với nhau. Hôm qua thầy có nói chuyện với các em nhỏ. Thầy nói rằng mình thường có cảm tưởng là mình hiểu mẹ mình là ai rồi, nhưng thực tình mình không biết gì về mẹ hết. Phải ngồi lại và hỏi mẹ, mẹ ơi, hồi còn bé mẹ sống ra sao? Mẹ có những khổ đau nào, những nỗi niềm nào? Mẹ có thể ngồi nói chuyện với con nói chuyện với mẹ, cái đó rất đẹp. Nó giúp cho hai bên hiểu nhau và thương nhau. Điều này đúng với mối liên hệ cha con, bạn bè hay hai người yêu nhau. Chúng ta phải có thời giờ để nhìn nhau, để thấy được những khổ đau của nhau và lắng nghe nhau. Có hiểu thì mới có thương.